Ngày 11 tháng 5 tại trường Trung học phổ thông Trại Cầu đã diễn ra ngày hội việc làm tư vấn hướng nghiệp khởi nghiệp huyện Đồng Hỷ năm 2024. Ngày hội còn được kết nối trực tuyến với điểm cầu tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình. 19 đơn vị trường học, doanh nghiệp đã tham gia chương trình với 7.000 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho trên 1.000 học sinh và người lao động trên địa bàn. Hoạt động ngày hội việc làm tư vấn hướng nghiệp khởi nghiệp huyện Đồng Hỷ nằm trong chuỗi các sự kiện của tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên chủ trì tổ chức.